Xin chào quý chú ba anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bãi nhớ đăng ký kênh. Hôm nay lên clip số 39 về đồ nghề ha. Thì anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em. Chốt hàng thì mình cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề khi bên em vừa lên clip, hoặc ngày hôm sau thì mình nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship ha, và đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em là 10.000 tiền phí ship và ship code, nhận hàng thanh toán tiền đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin vào chi tiết clip số 39. Tên mã số 1 ha. Mã số 1 là một cây búa, một đầu búa của hãng Susa Sesakuse. Thì cây này là đồ búa mạ kháng rỉ anh chị ăn. Có nghĩa là ở trong là thép có rỉ, bên ngoài thì họ mạ một cái lớp chrome rất là dày. Thì nếu mà anh chị mình mua một cây búa hoàn thiện mà có cán á, thì nó tầm khoảng là 1,5 triệu đến 2 triệu. Thì cái này là có một cái đầu búa thôi ha. Về anh chị mình lên cán giùm em. Đó, lớp mạ bên ngoài có chữ kháng rỉ, có chữ là thép không rỉ ha. Nhưng mà cái này thực tất chất của nó là thép có rỉ và mạ bên ngoài kháng rỉ. Nếu mà anh chị mình sử dụng trong môi trường dung môi hoặc là muối biển, hoặc là có chất mà kiểu oxy hóa mạnh, thì mình xài những đầu búa này nó đỡ rỉ hơn. Rồi, hàng của Nhật, hãng Susa Sesakuse anh chị ạ. Và đây là cái mộc chữ Nhật nha anh chị. Thì đầu búa này cân nặng tầm khoảng là 260g. Nếu mà anh chị mình cần xài size đầu búa 260 thì anh chị mình mua size này, cây này. Chiều dài là 14 cm. Và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2.5 cm. Cây này anh chị mình lên cán nữa thì nó tầm khoảng là 360g ha. Rồi cây này chốt cho em mã số 1 giá là 170. Em lên mã số 2. Số 2 cũng là một đầu búa của hãng Sesakuse có logo đây anh chị ạ. Đó, đây là phần đầu búa này thì cũng láng o này. Đó, cây này thì do để bãi nó có một cái vết cấn chỗ này thôi, chứ còn anh chị mình thấy hai bên là có thép ghép hết ha. Hai đầu là thép ghép hết. Cây này chốt giùm em mã số 2 ha, giá là 200. Thép ghép anh chị, những cây này xài bền. Chuẩn Nhật, chữ Nhật anh chị. Chiều dài tầm khoảng là 9.5 cm ha. Chỗ này đầu búa dài tầm khoảng là 3 cm nè, còn bản rộng tầm khoảng là 2.7 ha. Rồi để em cân nặng. Đầu búa nặng tầm khoảng 420g nha chị ha, 420g. Chốt cho em mã số 2 giá là 200. Rồi, số 3 ha. Số 3 thì em bữa nào sót kho lại còn một cái đai của Tajima nha chị ha. Hàng mới chưa xài. Trước thì anh chị mình chốt nhiều lắm mà sót lại cái. Thì đai này như thế này nha chị ha, nó là một cái sợi, một cái đệm lưng nha chị ha. Lưu ý giùm em, đây là một sợi đai của Tajima. Cây này hình như là size L nha chị ha. Size M, size L đây. À, cây này là size biết size gì đâu, để em mở ra nha chị ha. Tại vì nó có size M với size L. Thì đai này gồm có một sợi, là gọi một cái đệm lưng nha chị ha. Một cái đệm êm lưng này, không có bao gồm một sợi đai hông như thế này, gọi là cái dây nịt đấy anh chị. Nó có dây dây mà có khóa là không có ha. Chỉ có một cái đệm lưng như thế này và một sợi dây đeo lên bả vai như thế này ha. Đó. Rồi. Hàng mới chưa xài của hãng Tajima. Đây anh chị ha. Chắc em mở cái quạt con lên đi, tại vì nó còn cái bọc. Đây. Thì nó không có cái sợi dây mà thắt lại anh chị ăn, chỉ có một cái đệm lưng như thế này và một sợi dây đeo lên. Hàng mới chưa xài nhìn rất là đẹp anh chị ăn. Cái này anh chị mình mua mới cũng cao lắm, nhưng mà cái này anh chị mình mua đi, anh chị mình xài mình đeo thêm sợi dây bên ngoài nữa, nó êm lưng mà một thằng. Nếu mà anh chị mình hay bị đau lưng đó, thì mình xài thêm kèm theo những cái dây này. Anh chị mình thấy cái trong nó có sợi dây màu đỏ đỏ ha. Đây là cái hướng dẫn, đây là cái phần đeo lên bả vai nè, vừa êm lưng mà nếu mà anh chị mình có rớt thì nó cũng chống sốc ha, nó đỡ đau hơn. Rồi bên trong như thế này anh chị em, đây là mặt bên trong gồm một sợi dây đeo lên. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em ha. Còn, nhưng mà em cũng chưa có cây này, chắc là size M nha chị em, thấy ghi trên này là size M ha. Thì size M nó dài là sợi dây ngang này là 80 cm ha. Một cái đai màu đen là 80 cm, hình như sợi dây lên là 1 m, dành cho người 1m65 đến 10 người 1m75 nè. Đó. Này là 80 cm, cái này là 100 cm, không biết cái gì luôn.
này ha. Rồi đây này anh chị mình chốt cho em mã số 3. Giá là 220 ha. Mã số 3 giá là 220 một sợi dây đai của Tajima size M ha. Dây dây chị 1m65 đến 1m75. Rồi em lên mã số 4 là một combo 2 ly giữ nhiệt cho anh chị ha. Ly này anh chị mình đựng nước, mình đựng nước nóng cũng được, đựng nước lạnh cũng được. Thì một combo này là 180 cho anh chị ha, 2 ly. Ly có nắp nên chị mình có mang mình đựng nước đá đi cũng được ha, nước đá, nước nóng, trà gì đi cũng được. Thì giá của nó tầm khoảng là 1990 yên, là tương đương với tầm khoảng là 300 mấy, gần 400 nha chị ha. Thì hàng này là của hãng Takayimasa và sản xuất tại Trung Quốc và xuất lại Nhật nha chị ha. Đây, bán trong siêu thị Nhật. Thì dung tích tầm khoảng là 355ml nha chị ha. Chiều cao là 13,5 và cái đường kính miệng là tầm khoảng 8.3 cm này. Anh chị mình có thể nhìn sơ qua ha, có một cái nắp nhựa trên này thì nó sẽ không có đổ mồ hôi ở viền ở thành bình, nhưng mà nắp là bằng nhựa anh chị ha, nhựa dày thì nó vẫn có hơi lạnh lạnh cái phần nắp một tí, có lạnh có đổ mồ hôi chút phần nắp ha. Cái hàng hóa sao thì em nói rất là rõ cho anh chị mình có thể mình hình dung, mình có thể mình phù hợp thì mình mua ha. Đựng nước nóng nè, nước lạnh, trà này, trà chanh này ha, để trên xe hoặc là anh chị mình đi tập gym hoặc là đi làm văn phòng anh chị mình mang theo cũng được, đựng cà phê này ha. Có màu xanh nữa nhưng mà em hết màu xanh nữa, chỉ còn mỗi màu đen thôi anh chị, còn mỗi màu đen thôi. Rồi ha, rồi em sẽ nhìn. Thì do để bãi bị chảy sơ với lại cái nhựa cứng ở bên ngoài nên nhiều khi nó có bị chảy nước sơn chút thôi nha anh chị ha. Đây, cái này thì nó không có chảy nhưng mà cũng có cái chảy nha anh chị ha, nên là em lấy tự nhiên thôi, em không có lựa được. Anh chị mình thấy là láng o nè, có một cái rau cao su dày trong này nên là nó sẽ đỡ bị thoát hơi nước hơn. Anh chị mình treo lên cũng được. Này, ok ha. Đó, còn cái này anh chị mình có thể mình uống bằng cái đường này cũng được ha. Có hai cái núm cao su tiết chặt lại nè. Rồi. Thì combo 2 ly là giá tầm khoảng là 180 anh chị ha. 2 ly là 180. 1 ly nếu anh chị mình mua mới nó tầm khoảng là 300 mấy rồi. Cái này anh chị mình mua nó tầm khoảng hơn nửa ly một tí thôi. Rồi chốt chúng em mã số 4 giá là 180 ha. Mã số 4 giá là 180. Số 4 ha, 180. Rồi em lên 180 là combo 2 ly nha anh chị. Em lên mã số 5. Hôm qua ít đồ nghề ha. Rồi số 5 ha, số 5 là một bộ dũa. Đây. Số 5 là một bộ dũa dành cho anh chị mình dũa kim loại này, hoặc cái những cái dũa này là dũa anh chị mình dũa lấy cưa ha. Cái này anh chị mình có làm vườn anh chị mình có hay xài cưa Gumboy, cưa ARS á, thì mình xài những cái này để mình dũa lấy cưa đây. Đó. Những cái này dũa lấy cưa rất là ngon. Rồi. Hình như cái này là gồm có 13 cây nha anh chị em. Thì những cây này là hàng mới chưa xài, nhưng mà do để bãi những cây mà nó nhọn nhọn thế này nên nó hơi bị gãy mũi nha anh chị em, nên em bán combo cho anh chị mình xài luôn, xài ngon xài bền. Mã số 5 giá là 170 ha. Thì cây này là size lớn dài tầm khoảng là 10 xăng này. Đây ha. Thì do để bãi nó có mịn mẻ cái chỗ vào bên mũi nha. Anh chị mình nhìn qua hàng hóa trên clip kỹ giùm em. Còn đây là ba cây sa nhỏ ha. Ba cây sa nhỏ dài tầm khoảng 7,5 nè. Đây ba cây ha, là 4 cây. Rồi nó cũng nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay như thế này nha anh chị. Rồi, một cây hình bán nguyệt này. Cây hình bán nguyệt nha, cây hình tròn nhỏ. Cái này anh chị mình dũa những cái kìm nha anh chị, những cái răng kìm ha, rất là ngon. Răng kìm, kìm bấm, kìm nguội hoặc là kìm điện như thế này anh chị mình dũa như thế này, dũa răng. Rồi cái này hình bầu ha, hình bầu dục nè. Cái này hình bánh nguyệt nè. Rồi hình vuông ha. Và cây này hình tam giác. Cây này đẹp nè. Đó. Rồi combo này mã số 5 giá là 170 ha. Tầm khoảng 13 cây anh chị. Em lên mã số 6. Số 6 này cũng 170 luôn, cũng gần giống như Trang vậy. Nói chung là em chia làm 2 lô cho anh chị mình dễ mua dễ xài. Và những cây này thì anh chị mình xài nó bền nè. Rồi. Hàng bãi về nha anh chị ha. Em thì đây có chữ này, chứ không phải không chữ đâu. Có cây có cây không em cũng chưa có nhìn kỹ, nhưng mà đây có cái logo hình cái bình này của Nhật nhá.
1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12, 13 cây ha. Rồi, cái này chốt cho em mã số 6, giá là 170. Em lên mã số 7. Số 7 là một cây đũa kim loại hàng của Mỹ ha, của hãng là Nicholson này, của Mỹ này. Và cây này là sản xuất tại Brazil nha chị ha. Có sản xuất tại Mỹ, sản xuất tại Brazil này, Mexico nữa và Canada nữa ha. Đây của hãng sẽ cần cất rồi ha. Cây này thì hàng xài lướt thôi chị ha, còn rất là đẹp. Chị thấy những cái răng này. Cây này chị mình mua mới đó tầm khoảng 400 ha. Đó. Anh chị ha, hoặc là anh chị mình mua những cây này về anh chị mình có rèn dao, rèn dao cũng được ha. Chiều dài lưỡi sử dụng là 25 cm, dài tổng thể là 30 cm. Thì cái này anh chị mình về mình cắm cho cái cán mình xài thôi. Rồi chốt cho em mã số 7, giá 160. Em lên mã số 8. Số 8 là một cây búa đinh ha. Cây búa này là của hãng Yamaguchi của Nhật anh chị ha. Có logo hình vương niệm này. Trên này thì dòng búa nội địa, dòng búa nội địa anh chị mình thấy chữ FH03 ha. Cán gỗ, cây này còn rất là chắc chắn và size lớn. Đẹp không chị? Đó. Cán ha. Đây là phần đầu búa còn đẹp anh chị. Đây là size lớn ha, nên anh chị mình có xài size lớn thì anh chị mình mua cây này. Đầu được có hơi cấn cấn chút thôi nhưng mà anh chị mình xài bình thường không sao. Đó. Những cây này anh chị mình mua mới cũng cao ha. Và những cây này dòng nội địa thì xài bền. Nặng tầm khoảng là 650 g. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em mã số 8, giá 180 ha. Chiều dài phần cán là tầm khoảng là 38. Đường kính đầu đóng là khoảng 2.8 ha. Đầu chốt cho em mã số 8, giá là 180. Rồi. Em lên mã số 9. Số 9 em qua kìm ha. Đây là một cái kìm cắt chân linh kiện điện tử của Mỹ anh chị. Đây là của hãng Suron của Mỹ nè. Đó, Suron của Mỹ ha. Cán còn liền lạc và phần lưỡi rất là đẹp anh chị ha, không có bị hở sáng. Phần trên này là kèm theo một cái phần tấm chặn này. Đó, có một cái tấm chặn ha. Đây là phần lưỡi không có bị hở sáng anh chị. Đó, không bị hở sáng ha. Da còn đẹp anh chị, không có bị cắt, không bị đứt gì hết. Có lò xo trợ lực mình chỉ được bấm vô thôi. Chiều dài lưỡi sử dụng là hơn 13 cm. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em mã số 9, giá là 160. Một cây kìm bấm chân linh kiện điện tử ha. Thì cái này là cái phần, không biết cái phần này họ ghép ở trên để làm cái gì nữa. Đây anh chị thấy ha. Đó, một cái miếng ở trên nè. Không biết làm cái gì luôn. Đó, cắt ha, cắt giống như cắt để kẹp lại đó chị. Cắt để kẹp cái miếng này lại. Xong bắt đầu nó kẹp lại, nó không bị rớt xuống ha. Đó, chắc là chức năng để giữ, để kẹp lại giống như những cây hái quả mà có một cái miếng nhựa kẹp ở bên trên nhỉ. Rồi cây này chốt cho em mã số 9, giá là 160 ha. Em lên mã số 10. Số 10 là một cây kìm của hãng KTC, kìm nhọn ha. Cây này hàng xài lướt, còn đẹp đấy chị. Đó, cây này không bị hở sáng, phần lưỡi cắt ha. Dưới phần cán thì nó có cấn, nó chày một số chỗ đấy chị ha. Đây đầu chỗ này nó có chày một số chỗ nè. Đó. Rồi cái này anh chị mình có thể mình quấn băng keo, hoặc là anh chị mình có thể mình spa lại phần cán một chút. Hàng của KTC thì chắc chắn anh chị ha. Và đây là phần ngàm bên dưới nè. Đây. Phần ngàm bên trên đây ha. Có logo Zojit khắc chìm nội địa Nhật của KTC nè. Rồi phần răng đấy chị. Phần răng thì cũng xài lướt chỗ này chút ha. Đó. Rồi, cây này chị mình kẹp online. Chiều dài cây kìm nhọn này của KTC là 16.5 cm. Chốt cho em mã số 10, giá là 180 ha. Mã số 10 giá là 80 ngàn. Đó, mã số 10 giá 80 ngàn nha chị. Ngon lành này, phần cắt này. Mã số 10 80 ngàn. Em lên mã 11. 11 cũng 80 ngàn luôn, là một cây kìm nguội. Cái này còn khá mới. Okapi ha. Đó, cây này của Okapi. Phần cán là ram đen còn nguyên chị ha. Cây này cũng không có hai cái chấm nhỏ ở trên. Đó, có một cái chấm, hai chấm nhỏ ở trên ha.
Rồi phần răng đều anh chị. Kiềm nguội. Đó, kiềm nguội ha. Răng còn rất là mới này. Chỉ có một cái chấm nhỏ mé bên trên này tí. Rồi. Cái này anh chị mình chốt của Okabi ha. Chốt giùm em mã số 11 giá 80.000, một cây kiềm nguội còn khá mới. Dài là 18.5 cm. Mã số là 11 giá 80.000. Em lên mã 12. 12 là một cây kìm điện của hãng là Victor, logo khắc chìm nội địa Nhật ha. Rồi, cây này thì không ở sáng anh chị. Cây này thì phần da, phần dưới còn liền lạc đẹp là Victor nè ha. Rồi, cây kìm này cách điện 10.000 V anh chị ha. Kìm cách điện 10.000 V. Đó, cây này là lưỡi cắt còn ngon nè. Chỉ có do để bãi thì nó hơi nhăm nhăm chỗ này một chút xíu nha anh chị. Hơi nhăm nhăm này một chút xíu thôi. Rồi, răng cây này là răng hình... cái răng này anh chị nhìn thấy ha, rất là đẹp, không có bị cấn dập ha. Răng đan hình lưới này, kìm cách điện 10.000 V của Victor. Chiều dài là 16 cm. Chốt cho em mã số là 12 giá 130 ha. Kìm cách điện 10.000 V. Đó, ok ha. Về anh chị mình có thể mình rửa thêm cái lưỡi chút xíu, có thể mình rửa thêm cái lưỡi chút xíu ha. Đó. Rồi, chốt cho em mã số 12 giá 130. Em lên mã số 13. 13 ha, 13 là một cây tô vít đóng. Cây này của hãng Vietcell và cây này là đầu PH3 này. Cây này nếu anh chị mình làm bên gara sửa xe lớn á, xe ô tô, xe tải á, mà anh chị mình hay xài những cây tô vít PH3 và gặp những con ốc cứng đầu thì mình xài cây tô vít đóng này của Vietcell. Cây này còn khá mới nha anh chị. Phần đầu đóng còn rất là đẹp nè. Đó, này dính ông gòn thôi. Rồi, phần cán này anh chị mình thấy rất là mới do phần mực in vẫn còn nguyên này ha. À, sản phẩm của Japan đây. Thép là CRV Harden ha và PH3 chiều dài. Phần đây tới đây là 15 cm và chiều dài tổng thể cây này lên tới 28 cm. Rất là đẹp anh chị, mới tinh. Đó, đầu PH3 là zin nguyên anh chị ạ. Có hít 500 ha. Rồi cái này chốt cho em mã số 13 giá là 150. Em lên mã 14. 14 là combo gồm có hai cây ha. 14 là một cây tô vít, cây vít lùn, cây này là PH2 của Đức ha. Cây này là của W Germany nè. Rồi cây này của hãng Mitty ha. 3 gram gì đấy. Rồi, trên này có chữ PH2 anh chị ạ. PH2 này, hàng của Mitty của Đức ha. Rồi đây là phần đầu anh chị mình có thể thấy nè. Những cái này anh chị mình vặn ốc rất là ngon và gọn vặn trong góc kẹt nè. Những cái khúc mà nó trong góc hẹp thì anh chị mình xài những cây này ha. Chrome Vanadium nè. Đó. Đầu là đầu PH2 dùm em ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 8 cm. Rồi thứ hai là một cây anh chị mình bấm lỗ da ha. Cái này anh chị mình bấm lỗ da này. Cây này thì... anh chị mình thấy ha, của hãng Hauser này, anh chị mình có thể mình tìm thêm giùm em ha. Cái này thì em cũng chưa tìm hiểu nhưng mà thấy có được cái chữ là logo chữ R là hàng này là hàng chuẩn ha, gọi là hàng đúng thương hiệu của Hauser á. Còn anh chị mình có thể mình tìm thêm thương hiệu này giùm em ha. Cây này thì còn đẹp anh chị, nước sơn màu đen còn này. Và cái đầu để anh chị mình bấm lỗ da còn đẹp này ha. Đó, bấm lỗ da anh chị mình thấy cái này là có nguyên khối lưỡi cắt này, đẹp nha. Cái này thì chắc để em bán thử coi. Rồi. Ngon lành anh chị ha. Nói chung là cái lưỡi cắt nó bén á, lưỡi cắt nó bén. Cái này thì chắc là bấm lỗ da đường kính tầm khoảng độ dày nó tầm khoảng là 2-3 ly độ lại. Ngon lành anh chị, nói chung là còn đẹp, còn ngon. Rồi. Chiều dài cây này tầm khoảng là 13 cm, chốt cho em mã số là 14 giá là 100 cặp này ha, 14. Em lên mã 15. 15 là một cây kéo cắt tôn của Nhật ha. Cây này thì hàng xài lướt thôi còn đẹp nha anh chị. Cán màu cam còn mới nè. Cán có nhựa cầm êm tay anh chị ha. Rồi dòng này dòng nội địa nên chị mình thấy chữ nội địa Nhật này ha. Rồi. Thì phần cắt là lưỡi cắt răng cưa nha anh chị ha, nên anh chị mình thấy cái phần lưỡi nó hơi có vẫn răng cưa thôi chứ nó không có bị mẻ gì hết nha anh chị. Vết phay xước vẫn còn này. Đó. Phần răng là không có bị mẻ gì hết nha anh chị.
Cái này thì dính dơ chút thì anh chị mình có thể mình chà bóng thêm, còn không mình để vậy mình xài cũng được ha. Cái này là do răng cưa đó anh chị. Rồi mặt trên bên này ha, mặt bên này anh chị mình có thể thấy nè ha. Đó, đánh bóng thêm phần trên này tí. Chiều dài khoảng là 21.5 và phần lưỡi cắt tầm khoảng là hơn 5 cm. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số 15, giá là 150. Cắt đường cắt là mình cắt răng cưa cho anh chị. Rồi mã số là 15, giá 150. Em lên mã 16. 16 là một cây kìm cắt tôn, cũng là hàng nội địa Nhật ha. Và cây này là dáng cong, khi anh chị mình cắt cái đường tôn nó bay ngang qua như thế này ha. Còn tay anh chị mình trên nó không bị vướng vô tay, đứt tay. Đây, phần cán anh chị ha, cán màu đỏ còn liền lạc nè. Đó, cán màu đỏ ha. Rồi, miếng cục này nó rất là dày nè. Đó, cây này đặc biệt răng đẹp, về anh chị cả xài sưu tầm cây này cũng được. Lưỡi dài và lưỡi thẳng, không có bị mẻ dăm nha chị, không có bị cấn mẻ dăm gì hết nè. Cây này rất là đẹp phần lưỡi luôn. Rồi, da dẻ cũng đẹp. Chiều dài tầm khoảng là 26.5 cm. Cây này chốt thì em mã số 16, giá là 250 ha. Đó, anh chị mình thấy ha, 16 giá là 250. Cây này chắc cắt tiêu mỏng cũng được. Rất là ngọt trên chị ha. Rồi cây này chốt cho em mã số 16, giá là 250 ha. Em lên mã 17. 17 là một cây kìm tuốt dây điện của Mỹ ha. Cây này thì anh chị mình tuốt những dây điện nhỏ, khi anh chị mình đi những cái bảng điện điện tử nhỏ này, hoặc là anh chị mình có đi những hệ thống mà dây điện nhỏ, thì anh chị mình sử dụng cây này để mình tuốt ha, mình đi cho nó nhanh. Hàng của Mỹ ha, Made in USA này. Rồi đây là phần cán nha chị ha. Bên này thì có cấn chỗ này chút xíu. Đó. Rồi. Nhưng mà cây này rất là đẹp anh chị. Cây này anh chị mình thấy cái phần lưỡi cắt của nó nè, lưỡi tuốt của nó nè ha. Trên này thì anh chị mình tìm giùm em ha. Cái lỗ của nó rất là nhỏ, tầm khoảng là lỗ cắt này thì lỗ tuốt này tầm khoảng 2 ly rưỡi đổ lại nha chị em, 2 ly rưỡi đổ lại. Nên là nếu anh chị nào mà mình đi những bảng điện nhỏ thì mình mua cây này. Dài tầm khoảng là 18 cm. Và cây này tuốt ngon nha chị. Cây này tuốt ngon. Này chắc lỗ thứ đầu tiên đây. Đây anh chị mình thấy đường cắt thẳng tắp nè. Đó. Quên em để nâng tay nó hơi chéo chéo ra, nó không kẹp được bên này. Mình phải để sát sát vô, tại vì nó là răng đầu tiên. Đẹp nha chị. Đó, toàn là để chuột thôi. Đây ha. Ok ha. Rồi, răng thứ hai. Răng thứ hai thì nó hơi nhỏ hơn như là anh chị mình thấy ha. Rồi cái này chốt cho em mã số là 17, giá là 17, giá 300 ha. Cái này của Mỹ anh chị, của Mỹ Chim Master. Em lên mã số 18. Rồi 18 ha. 18 là một cây kìm mỏ quạ mini. Cái này hàng của Đức ha, cái này là hàng chưa xài. Đây. Anh chị mình có mở những cái gì dạng nhỏ thì mình xài cây này, thép và thép alloy cứng cáp nè ha. Germany Đức anh chị ha. Đó. Đây ha. Chưa xài anh chị ha, chưa xài luôn. Đó, chưa xài luôn. Rồi. Chiều dài cây này tầm khoảng là 12.5 cm. Rồi anh chị mình chốt giùm em, cây này mã số là 18, giá 120. Trên này có logo một cái con bù lon anh chị ha, có một con bù lon. Mã số 18, giá 120 ha. 120. Em lên mã 19. 19 là một cây nâng đồ của Nhật ha. Rồi. Phần cán này thì bằng dẻo này thì anh chị mình về, anh chị mình muốn nó cố định luôn thì anh chị mình đổ keo vô đây giùm em ha. Đánh đổ keo vô đây cho nó chặt luôn, nó không bị trượt ra. Phần tem Made in Japan anh chị, nếu mà rớt cái tem này ra thì coi như là hàng không thấy chữ luôn. Rồi. Anh chị mình nâng đồ là 100, tối đa là 150 kg ha. Đây, cái này cái đầu nâng. Thì những cái thùng đồ á, mà nếu anh chị mình để nó sát mặt đất á, thì mình đi tới là mình bậy lên ha. Đó, có 3 cái vách xe bên dưới. Rồi mình nâng lên ha. Đó, mình nâng lên. Thì cây nâng đồ này dành cho các anh chị mình làm những nhà xưởng nhỏ, hoặc là những xưởng, hoặc là những cửa hàng shop quần áo, hoặc là shop đồ mà hay có những thùng mà mình sát, để nó sát lên nền bê tông, nền gạch men, gạch bông ấy, thì mình sử dụng những cây này ha.
nâng lên. Rồi. Chiều dài tầm khoảng là 30 xăng ha. Cây này dài tổng thể là 30 xăng. Bán rộng chỗ này tầm khoảng là 5 xăng. Và cây này nâng tối đa là 150kg nha chị em. Nhìn thì những cái thùng mà hàng hóa đồ nghề mình nặng tầm khoảng 150kg hoặc là mấy chục ký thì mình sử dụng này mình nâng ha. Có một cái góc nghiêng nha chị em, bảy lên. Rồi cây này chốt cho em mã số 19 250. Em lên mã 20. 20 là một chiếc lưỡi cưa, lưỡi cắt ha, lưỡi cắt bê tông hoặc là cắt gạch. Thì cây này size nhỏ sử dụng cho máy mài cầm tay giùm em. Cây này là lưỡi cắt kim cương ha, lưỡi cắt cut off diamond là lưỡi cắt kim cương hàng của hãng Disco và hãng này là của Nhật nha chị em. Thì những lưỡi cắt này là hàng chưa xài, đã trong lô hàng siêu thị Nhật về anh chị em, hàng siêu thị Nhật thanh lý. Gồm có 2 4 6 8 răng sử dụng cho máy cắt cầm tay giùm em. Lâu lâu anh chị mình có cắt gạch hoặc là cắt cắt bê tông nhỏ thì mình sử dụng những cây này ha. Phần cốt ở bên trong là gắn vô máy cắt cầm tay giùm em là 2 xăng ha. Đường kính tầm khoảng là hơn 10 xăng nè. Hơn 10 chấm, khoảng 10.6 xăng anh chị em. Và độ dày ở tầm khoảng là độ dày tầm khoảng 2 ly anh chị em, độ dày tầm khoảng 2 ly. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em mã số 20, giá là 150 ha. Nếu mà anh chị mình mua mới lưỡi này thì nó tầm khoảng là 600-700 ngàn Việt Nam. Mã số 20, 150. 21. Em lên một cây búa. Cây búa bên ngoài là búa mạ đồng nha anh chị ha. Búa mạ đồng. Để em đi làm lấy cái em lấy cái cục 500. Không thấy đâu luôn. Thôi, cái búa này anh chị ha. Thì bên ngoài là mạ anh chị ha. Búa này là búa mạ. Ở trong chắc là bằng thép. Cái này thì không có chữ nha anh chị ha. Mạ nên là anh chị mình thấy nó có bị chóc lớp mạ đây nè. Nhưng mà cái này thì nếu mà anh chị mình làm những việc mà nhiều chi tiết nhỏ, những con cờ lê, ốc vít nhà nhỏ thì anh chị mình sử dụng cái này ha. Đây là phần đầu nhổ đinh này anh chị. Còn đây là phần đầu búa ha. Trong này có một cây tô vít trừ, chắc tầm khoảng là 5 ly ha. 5 ly. Chắc tầm khoảng là 5 ly rưỡi này. Rồi. Ở trong này thì có một số chi tiết nhỏ anh chị ha. Cái này không biết bằng đồng thật không nhưng mà em thấy trong này nó rất là mới nè. Đó. Trong này nó vàng cả bên trong anh chị ha. Đó. Còn bên ngoài này thì nó hơi này chắc là ở bên ngoài là lớp mạ, còn trong này thì không biết là đồng thật không. Em quên mang cái mang châm vô hết. Đây nha anh chị ha, những cái chi tiết tôi biết trừ nhỏ như thế này này. Đây là một cây đồ chắc đầu BH0 nè ha. Rồi 1 2 3 4 và đầu 4 nó là 5 cây. Rồi. Bên ngoài là mạ anh chị ạ, còn bên trong thì thấy nó vàng bóng luôn. Chiều dài cái này tầm khoảng là 19 xăng hơn ha. Và cái búa này nặng tầm khoảng là 180g. Anh chị mình chốt cho em mã số 21, giá là 150 ha. Một cây búa. Cùng cây búa nhỏ ha, mã số là 21, 150. 22. Em lên một cây mỏ lết ha, mỏ lết luôn. Cây này là ngàm rộng cho anh chị mình làm bên điện lạnh nè. Mỏ lết lùn nhưng mà ngàm rỡ mở rất là to. Dòng này thì anh chị mình thấy ha, dòng của Tốt Japan nè. Dòng này là HI49S thì anh chị mình mở ngàm ra rất là lớn, ngàm được tới 49 ly luôn.
cát là 49 ly và ngàm nó mở sẵn là 12 ly ha. Cái này thì hàng chưa xài anh chị em, hàng chưa xài, xi mạ còn đó, hàng còn tốt. Rồi. Ngàm mở sẵn là 12 ly ha. Và cái này thì có bị tróc xi một tí phần này đó anh chị. Chứ còn lưỡi là ngàm mà không có bị cấn dập ha, chưa có dấu cấn dập, chưa có dấu xài. Do để bãi thì nó có bị tróc góc cạnh thôi. Đây ha. Nên là cái này anh chị mình yên tâm nó không có rơ đâu ha. Phần chữ nghĩa mà in mực còn nguyên này. Đó. Chiều dài cây kìm mỏ lết này tầm khoảng 18 xăng và ngàm mở tối đa là tầm khoảng 49 ly ha. Cái này chốt giùm em mã số là 22, giá là 400. Tốt, dòng sản phẩm là HI49F. Thì HI gọi là HI49 short, short và ngắn ha. Rồi cái này chốt giùm em mã số 22, 400. Em lên mã 23. Là một bộ lục giác ha. Bộ lục giác này xi mạ bóng của hãng Bonhurst của Mỹ. Bonhurst của Mỹ, đầu trên là đầu lục giác thông dụng, đầu dưới là đầu lục giác trái bí. Thì anh chị mình có thể mình vặn những con ốc mà ở cái độ nghiêng là 30 độ được ha. So với lại mặt phẳng thì mình để một góc nghiêng tầm khoảng 30 độ được ha. 30 độ so với phương thẳng đứng. Rồi, Bonhurst của Mỹ. Thì những đầu lục giác trái bí ở dưới này là đẹp anh chị ha, hàng của Bonhurst. Đó. Xi mạ ha. Thì cây này là ở trên thì có một cây này là xài nhiều hơn nè. Có một cái cây cây số 4 nè, số 3 đây ha. Đó là nó xài nhiều chút, còn lại là đẹp nha chị. Đây, em lấy ví dụ ha. Ví dụ Bonhurst là xi mạ đẹp, cây này là 4 ly. Rồi, cây này là tầm khoảng 5 ly ha, 5 ly nè. Cây này là 2 ly rưỡi và 3 ly ha. 2 ly rưỡi và 3 ly. Rồi. Cây nhỏ này là 2 ly ha, cây kia chắc tầm khoảng là 1 ly rưỡi nha anh chị ha. Hai đầu, một đầu lục giác thường và một đầu lục giác trái bí ha. Vặn góc nghiêng là 30 độ ha. Rồi. Hàng của Bonhurst của Mỹ. Chiều dài tầm khoảng là 16 rưỡi cây dài nhất và cây ngắn nhất tầm khoảng là 8 xăng, đều có hít từ anh chị, đều có hít từ ha. Chốt cho em mã số 23, 250. Em lên mã 24 là một bộ mũ khoan ha. Bộ này thì hàng chưa xài. 2 4 6 8 10 mũi anh chị ha. 10 mũi và một mũi này là mũi khoan tháp. Thì cây này không có chữ nha chị Hằng, lưu ý giùm em, cây này không có chữ và cây này hình như là chưa xài nè. Nó về này là về lô đồ bãi thôi. Hoặc là chữ mực laser mà mờ gì đó ha. Tại vì nó hơi bị ố đây, hình như đây có chữ nè anh chị. Như đây có chữ nè. Đó. Ok ha. Rồi. Chiều dài cây này tầm khoảng là 8 xăng. Và đường kính ở dưới á là phần size nhỏ nhất anh chị mình khoan tầm khoảng là 4 ly. Ở trên này phần anh chị mình kẹp vô ha, tầm khoảng là trên này tầm khoảng là hơn 9 ly, tầm khoảng 9 ly rưỡi. Rồi. Phần lưỡi khoan lớn nhất á, mũi khoan lớn nhất anh chị mình xài là khoảng 12 ly ha, vậy là từ 4 đến 12 ly. Rồi. Kèm theo là 10 2 4 6 8 10 mũi khoan như thế này nha anh chị ha. Cái này thì chắc em đọc thông số thôi. Mã số là 24, giá là 250. Đều có logo ngôi sao như thế này nha chị ha. Cái này là 27 ly này. Rồi cây này là 21 ha. Cây này là 15. Cây này là 15 luôn, ba cây 15. Rồi hai cây dài này là 11 nha chị ha. Hai cây này là 11. Rồi. Tới hai cây này ha. Hai cây này là 10 là 7.5 nha chị ha. Hai cây này là 7.5 giùm em. Rồi cây cuối cùng. Cây cuối cùng ngắn đầu mũi khoan là còn mới nguyên này, chưa xài nữa ha. Cây này là tầm khoảng cây này có chữ nha chị ha. Cây này có chữ nhật, chữ 7.5 ha, có chữ F và có chữ AK ha. Rồi combo mã số 24 giùm em là 250. 24 250 ha. Rồi em lên mã số 25. 25 là một cây cờ lê hai đầu miệng ha. Cây này hàng của hãng Tone. Cây này thì còn khá mới anh chị ha. Đây, đó.
anh chị mình có thể thấy à, đây ha, đó, cái này chắc có vết sượt sơ qua cái hay là do phay xuất xưởng hay gì đó ha, chứ không có bị chóc xi. Rồi cây này là số 21 và 19 của Tone ha. Cây này nếu mà anh chị mình có hay xài 19, 21 anh chị mình mua cây này đẹp nha chị. Xi mạ không có bị chóc, thép là CRV của Javan nè, Tone. Chiều dài tầm khoảng là 22 rưỡi. Cây này chốt cho em mã số 25 giá 100. 26 là một cây cờ lê miệng vòng. Cây này hàng xài lướt thôi. Ra thì em thấy ngàm nó còn mới nguyên á, có mỗi cái vết trượt chỗ này nè. Cái này không biết do để bãi cánh cho nhau không, chứ gần những cái răng nó còn đẹp nguyên anh chị ha, những cái răng bên trong rất là đẹp nè. Rồi anh chị nào mà mình sưu tầm dòng super á, super ha, thì anh chị mình mua cây này Japan nè, có logo Zodiac nội địa Nhật ha, số 22-24, đẹp nha anh chị. Đó, chiều dài cây này tầm khoảng là hơn 30 cm. Chốt cho em mã số là 26, giá là 130. 27 em lên một cây uốn kẽm hàng Nhật ha. Cây này thì có logo một con gì luôn. Đây, có logo và có khắc ký tự Latin nha, có dòng cốt anh chị. Đây có logo họ hãng nè. Cây này là thép mạ không rỉ anh chị ha, thép mạ không rỉ. Cây này dùng để anh chị mình sánh kẽm khi mà anh chị mình làm những tấm thép để mình đổ bê tông ha, tấm lưới để thép để anh chị mình đổ bê tông, đổ cột ha. Mình sử dụng cây này. Đấy ha. Rồi. Chiều dài cái này tầm khoảng là 26.5 cm. Cái này chắc cũng hàng xài lướt thôi, còn đẹp anh chị. Rồi mình xoay ha. Chốt giùm em mã số 27, giá là 130 ha. Em lên mã số 28. 28 là combo 2 cây ha, 28. Đây là một cây cần nối đầu 3/8 xài trong góc kẹt, và cây này là của hãng Koken ha. Đây phần trên, phần đầu anh chị. Phần đầu, phần trên này thì phần trong là họ có rèn nên anh chị mình thấy cái màu của nó khác hơn, có rèn, có da nhiệt thêm á nên nó sẽ khác so với bên ngoài. Bên ngoài là mạc chrome ha, bên trong là nó da nhiệt thêm để nó cứng hơn. Khi mà anh chị mình xài nó đỡ bị xòe cái mỏ này hơn ha. Đầu 3/8 giùm em. Rồi cái này hàng của Koken. Đây có chữ Koken nha anh chị ha, Koken nè. Đó, trên này có số 37 gì nữa. Đầu 3/8 ra 3/8. Đây anh chị mình lấy thêm giùm em. Này không có gì đâu. Rồi đẹp nha anh chị. Rồi kèm theo là một cây một đầu khẩu số 14 nha. Đây là đầu khẩu dài của hãng Tone. Cái này thì hàng xài lướt thôi. Thì bên ngoài như nó có chắc mạo một ít thôi. Đầu 3/8 luôn nha anh chị. Khẩu này thì anh chị mình là khẩu dài nên anh chị mình vặn con ốc nó sẽ cứng hơn. Rồi. Mã số 28 giá 270 ha. Chiều dài tổng thể là tầm khoảng 7.7 cm. Phần đầu thì tầm khoảng là 3 cm. Và phần khẩu thì tầm khoảng là 5.5 ha. Chốt cho em mã số 28 giá 270. 29 em lên một cây đục ha. Cây này không biết là đục để làm gì, nhưng mà đục là đục chặng 3 nè. Đó, chặng 3 ha. Cây này chắc hàng của Đức nha anh chị. Dùng trong, chắc này dùng trong cơ khí ha. Của hãng là Tunholder ha. K. Đó. Trên này thì có những cái đường xuyên qua, chắc để anh chị mình vặn theo gì này. Cái này chắc anh chị mình giống như một cây tua vít đóng anh chị. Chặng 3 này giống như một cây tua vít đóng rồi mình xoay ha. Đó, này đóng xuống. Cái này chị mình có thể mình lấy một cái cây ngang để mình vặn cộng thêm lực, và có hai đường xin này. Cái này thì xài lướt hơn chị, còn đầu trên nó còn đẹp nè, không có xài nhiều, không có bị xòe đầu ha, và size lớn, tun holder ha, đầu dưới này còn đẹp, trên này có chữ luôn. Rồi, chiều dài tầm khoảng là 18 cm ha, phần chỗ này lưỡi sử dụng tầm khoảng 3 cm nè. Và phần ở đầu trên này tầm khoảng là 12 ha. Chặng 3 này thì tầm khoảng là 6 ly anh chị. Đường kính nó tầm khoảng là 6 ly. Còn đường kính trên này thì tầm khoảng là gần 1.6 ly ha. Rồi, một cây đục cơ khí đi. Của hãng Tunholder. Chốt cho em mã số là 29, 90 ngàn. 30. Em lên một cây mỏ lết răng.
Cây này ngàm đẹp anh chị ha. Cây này của hàng Rickit Mỹ, và cây này đặc biệt, cây này anh chị mình xài trong góc kẹp này. Đó, mình xài xong bắt đầu vô những cái góc kẹt ha, mình vặn. Nó làm một cái góc chéo chứ không có làm theo góc thẳng hoặc là góc ngang luôn. Mỏ lết thẳng hoặc là mỏ lết ngang mà nó nằm chéo chéo nha anh chị ha. Ví dụ trong những cây nhựa ống nước mà sát tường thì anh chị mình vặn ha. Hàng của USA nha anh chị ha, của Rickit. Thì cây này mini phù hợp nhỏ nhỏ anh chị mình sửa ống nước trong gia đình này, sửa nhà tắm, nhà bếp hoặc là vòi nước rửa chén gì đó thì mình sử dụng cây này ngàm đẹp cực kỳ anh chị ha. Cây này ngàm rất là đẹp, vừa xài vừa sưu tầm luôn. Đó. Ngàm mở tối đa là tầm khoảng 3 xăng ha, và chiều dài tầm khoảng là tầm khoảng cho 18 xăng, 19 xăng đi. Rồi cái này chốt cho em mã số là 30, giá là 250 ha, Rickit của Mỹ luôn. Ngon lành anh chị ha, không có bị gì hết. Ngàm hai ngàm đẹp gan luôn. Rồi chỉ có phần nước sơn màu cam cam thôi, chóc sơn nhưng mà mặt trước đẹp này. Mã số 30 250. Em lên mã 31. 30 250 anh chị ha. 31 là một cây kìm kẹp hàn, cây này hàng của Varip Mỹ, dòng sản phẩm là 9R. Đó. Cây này thì đây anh chị ha, cây này xài ngon lành. Đó. Cây này phần nước da trên nó hơi sần sần chút thôi. Chứ còn những ngàm kẹp này ngon này. Kìm kẹp hàn anh chị mình kẹp những cái mặt phẳng hoặc là những ta thép tấm cũng được ha. Thép tấm hoặc là gỗ cũng được. Chiều dài tầm khoảng là 22 xăng ha. Anh chị mình tìm giùm em Varip 9R là sẽ ra thông tin cây này. Rồi bản rộng chất này anh chị mình xài là khoảng 6,5 nè. Hoạt động chi tiết là ok anh chị. Đó. Ngon lành không sao hết. Đây, phần ngàm đây. Ok ha. Đó. Cây này còn khá mới anh chị ha. Anh mình có thể mình thấy cái phần cái lò xo này còn rất là mới nè. Phần này do để nó hơi bị ố rỉ nước về, anh chị mình gỡ cái này ra mình vệ sinh thêm cái phần ren ốc vào thôi ha. Chứ còn phần cây này còn khá mới nên chị mình thấy lò xo mới tinh nè. À, kẹp rất là chắc chắn ha, không có bị lệch ngàm lệch mỏ. Rồi cây này chốt cho em mã số là 31, giá là 350. Em lên mã 32. 32 là một bộ đục ha. Bộ này thì vừa có đục dũng, vừa có đục bằng. Anh chị mình đục cơ khí cũng được, hoặc là anh chị mình đục bonsai cũng được ha. Bộ này gồm có 5 cây, 2, 4, 5. Đó. Đầu tiên cây này anh chị ha. Mã số là 32. Rồi, 32 ha. Rồi cây này anh chị, cây này một cây dài, bộ này gồm có 5 cây ha. 5 cây 500, 3 cây đục dũng tròn nè, và 2 cây, một cây đục chéo và một cây đục bằng. Cây này size dài anh chị ha, đục size lớn, hai lớp thép này. Và anh chị mình thấy cái đường thép gọi dưới là đường thép xài, đường lưỡi sử dụng ạ. Là nó là người ta rèn nó tới gần trên này ha, nên anh chị mình yên tâm mình xài còn được rất là lâu dài, chứ không phải mình xài một chút xíu phần lưỡi dưới này rồi mình bỏ đâu. Cây này là phong lưỡi còn đẹp này anh chị, còn rất là đầy đủ nữa ha. Hai lớp thép. Đó. Về thì anh chị mình mài thêm giùm em ha. Cái này thì nó không có bị mẻ dăm. Anh về có chút xíu. Thì anh chị về mình mài thêm giùm em ha. Ram đen còn này. Chiều dài tổng thể là 30 cm. Thì những cây này không có làm cán ha. Vậy anh chị mình lên mình làm cán lại giùm em. Mình lên cán lại giùm em. Phần lưỡi sử dụng là 3.5 cm ha. Đường vắt chéo là 3.5 cm. Và độ dày, độ dày cây này lên tới gần 7 ly. Rồi. Đục cơ khí size lớn anh chị ha. Anh chị mình có đục tượng hoặc là bonsai cũng được. Nặng tầm khoảng là 390g ha. Cây này không là 390g rồi. Rồi cây thứ hai. Cây thứ hai là cây đục ghép đồng luôn nha anh chị ha. Gồm có 3 lớp ghép đồng nè. Đó, 3 lớp ghép đồng nè. Lưỡi cực kỳ bén. Về thì anh chị mình cũng mài sơ phần lưỡi lại giùm em ha. Nó có bị mẻ da một chút nè. Về anh chị mình trà đá Việt Nam cũng được. 3 lớp. Đó. Chiều dài tổng thể tầm khoảng là 30 cm hơn. Và phần lưỡi sử dụng ha, lưỡi 3 lớp ghép đồng dài tầm khoảng là 14 ly. 24 ly ha, 24 ly. Rồi. Cây này nặng tầm khoảng là 320g ha. Cây thứ ba là một cây đục dũng, thì những cây này anh chị mình lên cán để mình xài ha. Bản thân chưa có lên cán. Đó. Cây này 2 lớp nha anh chị ha, anh chị thấy đường tách lớp 2 lớp nè. Cây đục này nó cũng rất là dày, nhìn thấy cái bản nó rất là dày nè.
Rồi cái này thì nó có bị mẹ dăm mẹ chỗ này ha. Vậy anh chị mình chỉnh sửa lại chỗ này. Sửa cái lưỡi dùng máy mài góc, hoặc là anh chị mình có máy mài đá gì đó thì mình có thể mình sửa cái lưỡi này lại chút xíu. Chiều dài tổng thể tầm khoảng là 25 cm ha, và phần lưỡi dài tới đây tầm khoảng là 17 cm nè. Rồi. Bạn rộng cái đục này tầm khoảng là tầm khoảng là 16 ly anh chị ạ, 16 ly 1/6 á. Rồi cây thứ tư. Cây này là anh chị mình lên cán ha. Cây này anh chị mình lên cán. Giống như hai cây này thì anh chị mình lên cán là mình có hai cây đục dũng mình xài rồi, hai cây đục dũng xài ha. Hoặc là anh chị mình có đục hoa văn gì cũng được. Cây này nó bị hư cán anh chị, nhưng mà cây này form lưỡi rất là đẹp. Về anh chị mình lên cán, anh chị mình có cây đục dũng làm trong bonsai ha. Đục dũng làm trong bonsai. Cây này form lưỡi còn rất là đẹp nè, hai lớp thép nè. Rồi, em tính phần này thôi. Và cây này là đục dũng size lớn anh chị ạ. Nếu mà cán đầy đủ hơn giá nó tầm khoảng là 250-300 rồi. Nên là về anh chị mình lên cán là có một cây đục dũng xài. Tới đây là 6 xăng ha. Dài hết tới phần thép là tầm khoảng là 12 xăng rưỡi nè. Rồi. Phần lưỡi sử dụng là 2 phân anh chị ạ. Tiếp theo cây này. Cây này ha. Cây này về lên cán anh chị ạ. Hàng rèn thủ công từng dấu đóng vết ram nè. Đó. Rồi cây đục này là đục tròn lên anh chị ạ. Đục tròn lên. Về thì cái này anh chị mình cũng mài qua giùm em ha. Bén rồi nhưng mà mình cũng nên mài lại. Chiều dài tổng thể là 19 cm ha, 19 cm rưỡi. Phần lưỡi tới đây là tầm khoảng là 10 cm nè ha. Và bản rộng cây đục này tầm khoảng là 1/9 nè, 1/9, 19 ly. Rồi, anh chị mình chốt giùm em bộ này mã số là 32, giá là 500 ha. Đó, gồm có 5 cây, 2 4 5 cây. Rồi, mã số là 32, giá là 500 ha. Tiếp theo em lên mã số 33. Rồi, 33 thì bên em không có vô ga anh chị ha, 33. Nên là bán vậy cho anh chị mình về mình có gì ba rồi mình vô ga cho mình sưu tầm mình xài ha. Thì đây là của công ty company Akan này ha. Ở dưới này thì ghi chữ London là của anh. Và trên này phần vỏ da bên ngoài thì có đóng mộc là US là của quân đội Mỹ ha. Rồi cái này là cái bật ga này thì trong này nó bị hết ga rồi. Về anh chị mình mở ra mình vô ga giùm em ha. Đó. Chỗ này là mình điều chỉnh lửa này ha. Đó. Cái này em bán nồi anh chị ha. Về thì tại vì không có yoga được nên là về anh chị mình tự vô ga rồi mình spa rồi mình xài ha. Chứ nó còn tốt nè. Đó. Rồi. Cái này là chắc thiếu đá anh chị ha. Vậy thì tại vì bật nó không có lên tia lửa đá. Về thì vô ga và vô đá giùm em. Rồi. Chiều cao chiếc bình tầm khoảng là 4 cm, đường kính tầm khoảng là 5 tầm khoảng là 3 cm ha. Nếu mà chiều cao tính ở trên này luôn á, tầm khoảng là 5 cm hơn. Rồi, chốt giùm em mã số 33 nó là nhỏ trong lòng bàn tay như thế này nha anh chị ha, không có to. Cái này bỏ túi. Ok ha. Rồi chốt giùm em hàng của quân đội Mỹ ha và sản xuất tại công ty Akan Company London. Rồi mã số 33 giá 200. 34 cũng là một chiếc hộp quẹt ga ha. Zippo đi. Rồi cây này anh chị ha, cây này có chữ là SBC Pro Shop. Đó. Cây này thì cũng không còn ga anh chị, em có một cái lỗ để vô ga nè. Đó, cây này là hàng của Crown của hãng Cramper gì này. Ramba anh chị ha, Ramba S USA công nghệ Mỹ, Crown. Rồi. Cây này thì còn đá anh chị ha, về anh chị mình lên đá. Đó, còn anh chị mình vô ga giùm em và spa thêm ha. Nói chung hàng này thì em bán hàng chưa về spa anh chị ha. Đó, ok ha. Còn đá về vô ga rồi mình xài spa thêm. Tại vì nó còn dính bụi bụi chút. Chiều dài là 5.7 cm ha. Chiều rộng tầm khoảng là 3.2 cm. Rồi độ dày tầm khoảng là 1.2. Cái này chốt giùm em mã số 34 90.000. 35 em lên combo này ha.
35 combo gồm có 2 cây dao rọc giấy và một hộp ha. Hộp này chắc tầm khoảng là 7-8 rưỡi anh chị. Hàng của Alpha của Nhật 2 4 6, chắc tầm khoảng 8-9 gì đấy anh chị ạ. Khoảng 8-9, tại em lấy một lưỡi em thay vô cây này này. Đó. Alpha của Japan ha. Make in Japan này. Chiều dài chiếc hộp tầm khoảng 9 xăng thì lưỡi tầm khoảng là 8 xăng ha. Rồi cây này, cái này thì của Snowman chưa xài, em mới lấy một lưỡi thay vô đây ha. Rồi. Rồi cây này là của Kukuyo ha, Kukuyo của một hãng về văn phòng, thiết bị đồ dùng văn phòng Kukuyo của Nhật. Rồi lưỡi cắt này trong này ghi là chữ Kai Japan ha. Đó. Cái này thì em thấy nó bằng thép không rỉ nè. Chỗ này anh chị mình có thể mình kẹp vô phần túi áo, túi quần này ha. Đó. Chiều dài tầm khoảng là 13 cm. Rồi combo này chốt giùm em mã số là 35, giá 50.000 ha. 3 cây. 2 cây và một chiếc hộp lưỡi cắt ha, lưỡi rọc. Mã số 35 50.000. Em lên mã 36 là một cây Eto ha. Cây này thì em thấy nó rất là chính xác và ngàm mang cá là xịn nha anh chị. Đây, cây này thì không thấy chữ nha anh chị ha. Không thấy chữ nhưng mà dưới này bằng gang đặc nè. Phần tay quay thôi bằng gang đặc nè. Rồi, chỗ này là ngàm mang cá. Đó. Anh chị mình thấy ha. Chỗ này là đeo phụ bằng thép nha anh chị ha. Đeo phụ bằng thép này. Và anh chị mình thấy cái phần cốt của nó là bằng cốt thép hết nè. Anh chị mình thấy cái phần cốt đây ha. Đó. Đeo bằng thép nè. Hai mặt bằng thép và này không có bị cấn dập gì hết ha. Cái này không biết bằng thép luôn nè. Cái này thép sao ghép được. À, cái này thì nguyên khối chỗ này bằng gang anh chị ha. Khúc bên ngoài là bằng gang cái gì nè. Sơn nước sơn màu rêu nha chị. Trên này có chữ nè. 211 anh chị ha. Trên này có số 211. Rồi. Ngàm mang cá và cây này rất là chính xác anh chị. Tại vì anh chị mình thấy cái phần mà ren ốc á, rất là nhỏ nên anh chị mình xoay một vòng lớn nó mới đi một nít được một khúc nhỏ thôi. Tại vì cái đường ren của nó rất là dày chi chít. Đó. Chiều dài tầm khoảng là 11 xăng anh chị ha. Chiều rộng tầm khoảng là 9 rưỡi. Chỗ này ha, bản độ dày tầm khoảng là 3 rưỡi nè. Ngàm mang cá xịn và chỗ này đeo bằng thép anh chị ha. Và cái phần ngàm kẹp này bằng thép luôn. Rồi cây này ngàm kẹp là tầm khoảng là 3.4 ly ha. 3.4 xăng chứ. Đường ren ốc này anh chị mình xoay rất là mỏi tay. Tại vì nó nhỏ nhỏ rất là chính xác. Mà nó cũng lâu ra anh chị ha. Cây này thì anh chị nào mình làm bên những thiết bị nhỏ nhỏ hoặc là bên thợ kim hoàn, sửa đồng hồ, sửa gì những chi tiết linh kiện nhỏ nhỏ thì anh chị mình sử dụng cây này ha. Đó, tại vì thiết kế nó rất là chính xác. Nhích một nhích nhỏ thôi. Nhích một nhích, quay một đường lớn mà nó mới nhích một nhích nhỏ thôi. Rồi. Cây này ngàm đẹp anh chị ha, ngàm thép thẳng tắp này. Đó. Ngàm không có bị cấn dập như thế nào, thẳng tắp luôn. Rồi có góc cạnh nữa ha. Rồi chốt cho em cây này. Mã số 36, nặng là gần 600 g ha, tính khoảng 580 g thôi. Chốt cho em mã số 36 giá 700. Cây này về anh chị mình ngàm mang cá là xịn rồi ha. Và cái phần đe thép đó nè. Mã số 36 700. Rồi em lên một ít dao rồi qua bonsai ha. 37 ha. 37 là một cây dao này chưa xài luôn. Phần phát xéo xuất xưởng còn nè. Hàng rèn cao cấp ha. Rồi cây này đường phong lưỡi là còn nguyên nha chị ha. Đó, mặt sau thì anh chị mình thấy nó có một cái độ lõm ha. Dao mới mặt phẳng nó có lõm nè. Nó có một cái độ lõm vô. Thì cây này là vát một mặt dành cho tay phải anh chị ha. Và cây này lưỡi sử dụng là 18.5. Đầu mũi thì do để bã nó có bị cắn chút xíu. Nhưng mà cây này là hàng còn rất là mới nha chị. Đường này là đường mài di mũ hãng này, bên em về là bán luôn. Thì cây này về mình spa lại chút phần này ha. Đó, mình có thể mình bán lại hoặc là anh chị mình xài cũng được. Phần cán gỗ là anh chị mình thấy có phần chữ ha, đây là tên hãng nè. Đó. Rồi. Nói chung là phần cán liền lạc, hai lớp thép. Sống dao không có bị dập ha, thường thường là dao này đề ba làm cán thì thường người ta sẽ hai cái
cắt xương cá thì thường thường hãy sẽ dẫn cái sóng dao hoặc là người ta sử dụng tác động vật lý lên đây ha. Nhưng mà cây này thì còn mới, chưa có dấu đóng, dấu dập gì hết. Rồi cây này về chị mài và chị sửa chút phần mũi là được anh chị. Ok ha. Lưỡi dài là 18 rưỡi nè, 18 rưỡi ha. Bản rộng tầm khoảng là 5.4. 5.4, 5.5. Độ dày cái này tầm khoảng là 8 ly nha chị ha, 8 ly. Rồi chốt cho em mã số là 37, giá là 650. 37 ha, một cây dao đề 3 lưỡi 18 rưỡi. Cán gỗ khô nhựa nha chị, cán gỗ khô nhựa còn rất là mới. Cán này cán gỗ ốc chó thì nó cũng xịn nha chị ha, cán gỗ ốc chó cũng xịn ha. Mã số 37, 650. 38 em lên một cây dao cho anh chị mình đi phượt đi rừng ha. Cây này có chữ hán tốt nè. Đó. Ok ha. Đó. Rồi hai bên ốp sừng và phần khâu là khâu đồng ha. Em biết là nó bằng gang anh chị ha. Hai bên ốp sừng dày này. Rồi. Bề mặt thì cây này thì màu thời gian anh chị ha. Về anh chị mình thích thì mình đánh bóng, không để vậy xài cũng được. Và cây này là nguyên khối thép có rỉ nên là khi anh chị mình xài mình bảo quản kỹ cái lưỡi giùm em ha. Đó, cây này rất là bén. Cái này anh chị mình có cái cắt dây thần hoặc là làm cá thì kia cũng được. Đi phượt này kia mang theo cây này cũng được ha. Chiều dài tổng thể là 23 cm. Lưỡi sử dụng là 11 rưỡi ha. Bản rộng tầm khoảng là 3 cm. Rồi độ dày. Độ dày cây này tầm khoảng là 2 ly rưỡi anh chị ha, 2 ly rưỡi. Dán chuẩn anh chị ha, trên này là bằng nè, trên này họ sẽ vuốt nó cong cong, nó vuốt vô một chút. Rồi cái này chốt cho em mã số 38, giá là 420. 39. Em qua đồ bonsai ha. 39 là một cây kéo bướm của hãng Chikamasa của Nhật. Cây này là anh chị mình tìm giùm em nè, Chikamasa Japan, Chikamasa M7 sẽ ra thông tin cây này. Cây này anh chị mình mua mới nó tầm khoảng là 600. Đó. Có logo hình con chim bồ nông này ha. Thì cây này là hàng mới chưa xài ha chị. Thì trong quá trình sản xuất là phần lưỡi họ đã rèn ha, rèn và mài rồi, có rãnh nè. Cái cây có rãnh thì xài ngon anh chị. Có rãnh nè. Bén cực kỳ. Cái này là lưỡi chưa xài anh chị ha. Thì trong quá trình sản xuất là họ đã rèn kỹ phần lưỡi và đã mài rồi. Có mỗi phần là khi họ đúc cái cán đây nè, tại vì cán là cán bằng nhựa cứng thì nó có bị nứt anh chị ha, nó có bị nứt ram ram như này. Anh chị về anh chị mình đổ keo cho nó cứng lại rồi mình xài thôi. Mà xài bền. Đừng có để rơi mạnh là được ha. Đó. Kỹ thì anh chị mình quấn thêm một lớp băng keo điện cho nó tắt luôn. Thì cây này nó hơi có nhăm nhăm phần lưỡi chút thôi. Đó. Đây là em bán 90 ngàn cho anh chị mình về mình cắt cây kiện kiện găm này kia. Lưỡi là thẳng tắp không có vì gì nha chị. Chiều dài là 20 cm hơn. Đây. Lưỡi là không có mẻ găm nha chị. Đó. Vết phay xước còn nguyên ạ. Cây này thì do để nước ẩm thôi chứ có không vấn đề gì nha. Bảo quản thì chị mình cũng chịu khó lau dầu luôn em. Này chị dăm này. Cắt cành ha. Rồi chốt cho em mã số là 39, giá là 90 ngàn. Nếu mà anh chị mình lấy cây nó láng láng hơn thì là giá 100 ha. Thôi, em bán giá 39, 90 ngàn. Em lên mã số là 40. 40 là một cây kéo bướm ha. Cây này chưa xài, ốc rời. Kéo bướm ốc rời. Đó. Bên trong là thép có rỉ, bên ngoài họ sơn một lớp sơn dày màu xám để kháng rỉ ha. Lớp sơn là rất là dày để kháng rỉ luôn anh chị. Đó, mình xài thì mình bảo quản cẩn thận để nó đừng có chóc lớp sơn bên ngoài này. Đây. Ốc rời ha, ốc rời anh chị mình muốn xài một thời gian mình muốn mài thì mình mở ra hai mảnh mà cho nó dễ giống như mài dao vậy. Đó. Cán là đẹp nhìn luôn anh chị ha. Lưỡi chứ. Rồi phần cán thì nó bị cắn đây chút xíu thôi. Đó. Chứ ngoài ra không có gì ha, cây này là hàng chưa xài. Ốc rời, cây này không chữ nha anh chị ha, hàng xuất hàng trong xưởng làm chưa có xuất xưởng á. Nên là chưa có đóng chữ, một số cây đóng rồi. Nhưng mà em còn cây này thì chưa đóng. Dài lưỡi là 6 cm, dài là 20.5. Rồi cây này chốt cho em mã số 40, giá 200 ha. Bán cực kỳ nha chị. 40 giá 200. Ok ha. Em lên mã
số 41 là một cây kéo bướm ha. À, cây kéo con cá. Cây này là thép mạ ha chị ăn. Cây này ở dưới này là nó không rỉ này. Ở trên này là hai lớp nha chị ăn. Hai lớp. Gọi là thép mạ đi. Rồi chữ nhật đầy đủ nha chị. Cây này hàng xịn nha chị ăn. Phần này thì ghép hai lớp thép và phong lưỡi còn đầy đủ nè. Đó. Phong lưỡi đầy đủ à. Anh chị mình thấy cái đường mà ghép thép nè. Ở trên là lớp thép mềm ha, ở dưới là lưỡi cứng. Lưỡi này chừng nào chị mình xài đó, mình xài mòn hết tới ra phần màu đen đen ngoài này luôn ha. Rồi, đây trên đường tách lớp phần lưỡi trên nè. Bén cực kỳ anh chị. Cây này anh chị mình xài bén cắt ngon nè. Tỉa dăm, tỉa cành, cắm hoa. Chị xài những cây này. Cây này là phong lưỡi còn nguyên nguyên này anh chị. Chiều dài là 15,5, chốt giùm em mã số 41 108 ha. Rồi em lên mã số 42. 42 là một cây kéo cắt cành ha. Cây này thì chữ đây anh chị ha. Đây là phần chữ này. Cây này là phong lưỡi đầy đủ à. Nó có mẻ đây chút. Thì bên em không có chỉnh cái vết mẻ này. Tại vì sửa thì nó hao cái lưỡi nhiều quá. Nên là không có sửa gì hết. Về anh chị mình cứ xài. Chừng nào mà mòn tới mình cứ mài tới thôi. Chốt đúc rồi ha. Rồi make in Japan. Ốc rời ha. Mình có thể mình mở ra hai mảnh mình mài. Rồi. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 20.5 cm. Cái này là form mới. Phần đây là phần mạ còn đẹp này chị ăn. Thường thường lớp mạ bên ngoài để mà kháng rỉ á. Cái này là form lưỡi đầy đủ nè. Có phần này nó bị mẻ một miếng chỗ này thôi. Chừng nào mình xài tới thì mình mài tới ha. Rồi. Dài 20.5 cm nha chị ăn. Rồi cái này chốt cho em mã số là 42, giá là 250. Em lên mã 43 là một cây kéo cắt cành ha. 43. Đây anh chị mình thấy ha. Đó. Thì chốt này là bên em làm lại ha, chốt da nó dễ bị rách, bị gãy á, nên là bên em làm lại cái phần chốt da này. Rồi. Đây anh chị ha. Của hãng là Hiyakane ha, Hiyakane. Ở Việt Nam mình cũng còn một tên gọi của hãng này nữa mà em quên rồi. Này em dịch theo tiếng Nhật thôi. Hiyakane ha, chốt đồng nè. Rồi phần lưỡi đây nha chị ha. Đó. Chiều dài cây kéo cắt cành tầm khoảng là hơn 18 cm ha. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 43, giá là 360. Ok ha. Cái này thì anh chị mình về mình xếp ốc vào vô chút xíu giùm em nè. Hoặc là anh chị mình gắn thêm một cái con tán vô đây ha. Con tán để nó xếp vô, hình như cây này nó bị thiếu con tán nè. Hai mặt đều không có con tán hết. Vậy anh chị mình gắn một cái con tán dẹp dẹp vô để cho nó không có bị rơ lắc ha. Đó. Rồi cây này ha. Đây anh chị mình thấy thường thường nó sẽ có con tán nè. Có cái con tán dẹp dẹp ở bên trong nè. Vậy anh chị mình gắn thêm vô cây này giùm em ha. Đó. Rồi cây này chốt giùm em mã số là 43, giá 360. 44. Em lên cây này ha. Cây này nếu mà anh chị mình sưu tầm hàng rèn thủ công thì anh chị mình mua cây này. Cây này tất cả làm hoàn toàn bằng tay hết. Phần chốt da là zin ha. Đó. Rồi anh chị mình thấy cây này hàng xịn nè. Đó, hàng rèn thủ công từ hình dưới. Cây này phần tay cầm ở trên là không có đúc theo khuôn nha anh chị ạ. Thợ rèn họ rèn họ uốn cả cái phần tay ở trên này luôn. Đó, nhìn rất là đẹp anh chị. Nhìn không có theo một cái từng cái đường đập búa đập nè, từng cái đường rèn ha. Rồi. Cây này còn đẹp anh chị ha. Cây này anh chị mình có thể mình thấy cái phần lưỡi cắt của nó nè. Đây. Lưỡi cắt là gần là full đầy đủ hết anh chị ha. Cây này là rèn thủ công và lưỡi cây này là đẹp hết nè. Chữ nhật đầy đủ anh chị. Cái này mình có thể thấy là hai lớp thép đây ha. Đó. Rồi chữ nhật đầy đủ nha chị. Nhìn con ốc nó cũng khác nha chị ha. Nhìn con ốc nó giống như kiểu nó lệch qua bên này nhiều hơn nè. Nó lệch qua bên này nhiều hơn nè ha. Đó. Rèn thủ công ha. Nên là nó không cây nào giống cây nào hết. Đẹp nha chị. Cây này lưỡi cực kỳ đẹp nha. Phun lưỡi luôn nè. Đó.
có một cái phần tay ở dưới này là chị mình thấy nó khác biệt rồi. Nói chung cái này là hàng đèn thủ công từ trên xuống dưới luôn. Nên anh chị nào mình sưu tầm cái này ngon nha anh chị ha. Đây, đây là chốt da có giãn rồi ha. Và anh chị mình thấy nó phun lưỡi nè. Đây ha. Đẹp, rất là đẹp luôn. Hàng rèn thủ công chuẩn. Chiều dài cái này tầm khoảng là hơn 18 cm. Chốt giùm em mã số 44 giá 550. Đây, cái này đúng chuẩn sưu tầm nha anh chị ha. Xài cũng ngon lành. Form lưỡi là jean mới nguyên nha. Bén cực kỳ. Nhìn vô phần lưỡi bén cực kỳ anh chị. Đó, nhìn form lưỡi là thấy mê rồi. Bằng luôn. Rồi. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 44 giá là 550 ha. Ốc nó lệch qua một bên này. Lệch qua bên này một chút nha anh chị ha. Rồi. Nhưng mà nó không có rơi gì hết nha anh chị ha. Cái này là họ làm nó thủ công nó vậy á, chứ không phải là nếu mà đúc thì nó theo khuôn hết. Rồi, em lên mã số là 45. 45 là một cây kéo bông lúa ha. Cây này hàng ngon lành nha anh chị. Cây này là ốc ác không có rơ lắp và form lưỡi là đẹp ha. Đó, form lưỡi nè. Đó. Cây này thì nó có một cái vài vết chấm chấm trên này thôi, nhưng mà anh chị mình xài bình thường không vấn đề gì đâu. Những cây hàng bên em chọn là form lưỡi là rất là đầy đủ anh chị. Form lưỡi rất là đầy đủ ha. Không có mòn quá. Tại vì những cây này mình xài còn lâu dài còn bền. Và cây này đặc biệt là còn xài ngon, xài tốt nha. Ốc ác là zin hết. Rồi. Chốt da này bên em đóng lại ha. Đó. Ram nè. Nhìn thấy kéo bông lúa là thấy hàng xịn rồi nha anh chị. Rồi cây kéo này dài tầm khoảng là 20.5 cm ha. 20.5 cm. Thì cây này á, mọi thứ ok hết. Có mỗi phần trên này anh chị mình thấy nó bị chấm một tí cái chỗ này thôi, chứ không có gì ha. Kéo bông lúa mà giờ còn có mấy trăm ngàn thôi. Đó. Đẹp anh chị. Chứ còn phần lưỡi ha. Đây. Thì những bên em không có đánh bóng anh chị ha. Về anh chị mình thích nó sáng nó đẹp thì mình đánh bóng thêm thôi. Đây. Đây có đinh này ha. Thì mình cứ xài chừng nào mình xài tới, mình mài tới đây. Đây nó có nghệ dăm nhỏ chút xíu nữa này. Rồi. Mà cây này là dài 20.5 cm. Cây này cầm rất là vừa tay nha chị ha. Và nó không có rơ lắc gì hết, ốc ác gì hết. Rồi chốt cho em mã số 45 giá là 720 ha. Một cây kéo bông lúa dài 20.5 cm. Da thì đóng nó giãn lên chứ không có gì nha chị ha. Rồi mã số 45 720. Em lên mã 46 là một cây cạp xéo ha. Cây này còn khá đẹp. 46. Rồi chữ đây nha chị ha. Đó. Cử còn nguyên khúc nè. Đẹp anh chị, cây này dài dặn đẹp ha. Đó. Cây này da dẻ láng đẹp, không có bị gì hết. À, có mộc đây ha. Mộc này là của Suwada nha anh chị ha. Của Suwada của Nhật. Đó, hàng chuẩn đẹp nha anh chị ha. Cây này mã 46. Cây này còn rất là mới nè, đẹp cực kỳ. Đó. Rồi, lưỡi là có đan vô nhau một khúc nha anh chị. Lưỡi là có đan vô nhau một khúc rồi. Và chỗ này thì nó có mẻ chút xíu. Thì về anh chị mình mài cho nó phẳng đi ha. Tại vì phần cử này thì nó còn nguyên khúc, anh chị mình cứ việc mình mài thêm chút không sao. Thường thường nhiều cây mà hàng bên Nhật về em thấy họ xài mà nó mòn mà họ mài tới ngoài này luôn ha, mài tới gần như là một nửa đấy hoặc là 2/3 cái phần cái cử này luôn này. Đây ha, đẹp anh chị, cây này xịn nha. Suwada của Nhật. Rồi. Chiều dài tầm khoảng là 20.5 cm, chốt cho em mã số 46 giá là 550 ha. Một cây cạp xéo của Suwada của Nhật. 20.5 cm. Rồi em đã lên 46 mã clip số 39. Anh chị mình chốt mã nào mình cứ điện thoại nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Bên em thì không chốt hàng như phần bình luận nha chị ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.